Trong chương trình này sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây Thụy Điển trở thành trung tâm hậu cần tiếp viện nếu xung đột Nga-NATO bùng nổ Pháp thúc đẩy kế hoạch hợp tác chế tạo thiết bị quân sự tại Ukraine NATO lên kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa Patriot sát biên giới Nga Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị theo dõi viện dẫn các nguồn tin chính thức tờ báo của anh cho hay dù thụy điển không có biên giới trực tiếp với nga nhưng vai trò của nước này trong cuộc xung đột tiềm tàng cũng không kém phần quan trọng theo đó thụy điển gồm cả đảo gotland mở ra các tuyến đường tiếp tế và tăng viện mới thụy điển sẽ cho phép các quốc gia thành viên nato sử dụng như một trung tâm vận tải tạo điều kiện thuận lợi cho estonia latvia và litva phòng thủ các quốc gia này trước đây dựa vào khoảng trống Suwaki hay hành lang Suwaki, vốn là một giải đất hẹp ngăn cách các nước vùng Baltic với Ba Lan. Ngoại trưởng Latvia Kristjanis Karins nhận xét, biển Baltic trở thành một cái hồ của NATO, nó giảm tính dễ bị tổn thương của các nước Baltic thông qua khoảng trống Suwaki. Toàn bộ an ninh của khu vực được củng cố mạnh mẽ hơn vì nó làm cho phía đông vùng Baltic giảm khả năng bị tổn thương. Trong khi đó, Thủ tướng Thụy Điển Các Bill nói việc Thụy Điển và Phần Lan trở thành thành viên NATO sẽ cho phép khối quân sự này coi Bắc Âu là một khu vực rộng lớn, không có khoảng trống nào trên bản đồ. Quan chức này chỉ rõ từ Narva, Estonia tới nữ Greenland ở phía đông Tây và Kikernes, Na Uy tới Krakow, Ba Lan ở phía Bắc Nam. Các chuyên gia cảnh báo rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể lan sang châu Âu và cả các quốc gia khác, sau đó nó làm tăng nhu cầu kiểm soát và tiếp cận tốt hơn của NATO tại lục địa này tướng Vladimir Zarudnitsky, người đứng đầu Học viện Quân sự thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga cảnh báo cuộc xung đột ở Ukraine có thể gia tăng thành một xung đột toàn diện ở châu Âu. Trong diễn biến có liên quan, ngày mùng 7 tháng 3, Thụy Điển đã chính thức gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Việc chuyển giao các tài liệu gia nhập của Thụy Điển đã được thực hiện tại một buổi lễ ở Washington, nước Mỹ. Theo đó, Thụy Điển chính thức trở thành thành viên thứ 32 của NATO. Trước đó, chính phủ Thụy Điển thông báo về việc Thủ tướng Ulf Christensen và Ngoại trưởng Tobias Billstrom của nước này có chuyến thăm đến Washington. Phía Thụy Điển hiện đã bàn giao các tài liệu gia nhập NATO cuối cùng của nước này cho các đại diện Mỹ. Đây là bước cuối cùng cần thiết để hoàn tất tiến trình hai năm xin gia nhập Liên minh quân sự. Thủ tướng Christensen đã ca ngợi một kỷ nguyên mới mang tính lịch sử trong chính sách an ninh của Thụy Điển. Thủ tướng Christensen nói, bây giờ chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới nơi chúng ta thực sự lên kế hoạch chi tiết và chính xác những gì sẽ xảy ra trong những tháng đầu tiên chúng ta hiện đang ở vị trí giống như phần lan cách đây vài tháng hội nhập hoàn toàn đó là một sự thay đổi và rõ ràng là chúng ta sẽ phải thảo luận về khả năng của chúng ta ở đâu lợi ích tốt nhất mang lại cho tất cả các thành viên nato là gì hiện tại có rất nhiều cuộc thảo luận đang diễn ra và tôi mong đợi được là một phần trong đó Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng vừa lên tiếng ca ngợi việc Thụy Điển trở thành thành viên của liên minh, khẳng định quốc gia Bắc Âu này giờ đây đã có được sự đảm bảo an ninh tối thượng. Quyết định gia nhập của Thụy Điển giúp cho NATO mạnh mẽ hơn, Thụy Điển an toàn hơn và toàn bộ liên minh được bảo đảm hơn. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có thông điệp hoan nghênh Thụy Điển trở thành thành viên chính thức thứ 32 của NATO. Tổng thống Biden cho biết việc Thụy Điển chính thức gia nhập NATO sẽ giúp tăng cường an ninh xuyên đại Tây Dương. Tổng thống Biden nhấn mạnh NATO là liên minh quân sự lớn nhất trong lịch sử thế giới và ông hy vọng sẽ đón tiếp lãnh đạo của toàn bộ 32 quốc gia thành viên tại thượng đỉnh NATO ở thủ đô Washington mùa hè năm nay nhân kỷ niệm 75 năm thành lập khối này. Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO hồi tháng 5 năm 2022 và cần có sự nhất trí của toàn bộ các quốc gia thành viên liên minh này. Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn nỗ lực của Thụy Điển hồi tháng trước, Hungary là quốc gia cuối cùng trong số 31 thành viên NATO đưa ra quyết định tương tự. Việc Tổng thống Hungary chính thức ký dự luật phê chuẩn nỗ lực tham gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Thụy Điển chấm dứt rào cản cuối cùng sau 18 tháng trì hoãn nguyện vọng gia nhập NATO của quốc gia Bắc Âu này. Ngày 8 tháng 3, Bộ trưởng Quân đội Pháp, ông Sébastien Lecunot, thông báo ba công ty Pháp sẽ thiết lập quan hệ đối tác với các công ty Ukraine, đặc biệt trong lĩnh vực thiết bị quân sự và máy bay không người lái, để sản xuất linh kiện trên lãnh thổ quốc gia Đông Âu này và có thể cả đạn dược trong tương lai. Theo kế hoạch, các cơ sở đầu tiên sẽ đi vào hoạt động mùa hè này. Ông Lekunu cũng tiết lộ trong số những doanh nghiệp tham gia kế hoạch này có nhà sản xuất xe tăng KNDS. Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này không loại trừ bất kỳ biện pháp nào để hỗ trợ Ukraine trước đó theo lãnh đạo các đảng chính trị tại pháp tổng thống pháp emmanuel macron đã cho biết cuộc phản công của quân đội ukraine chỉ đạt kết quả hạn chế do thiếu đạn dược trong khi nga ngày càng thể hiện sự quyết tâm chinh phục ukraine người đứng đầu nước pháp cũng cáo buộc nga đứng sau nhiều cuộc tấn công trên mạng nhắm vào nhiều quốc gia châu âu trong đó có pháp và đặc biệt là các lợi ích của pháp tại châu phi và biển đỏ đang bị tác động mạnh mẽ do đó theo ông macron pháp và phương tây cần phải tăng cường viện trợ cho ukraine để tránh một thất bại và nhất là không nên tự đặt ra những giới hạn trong cuộc xung đột này dù khẳng định sự ủng hộ dành cho Ukraine, nhưng lãnh đạo các đảng phái chính trị đối lập đều bày tỏ quan ngại và phản đối các phát biểu của tổng thống pháp macron về khả năng đưa quân vào Ukraine. lãnh đạo đảng cực hữu tập hợp quốc gia jordan padella cho rằng ông macron đã có những tuyên bố thiếu trách nhiệm đồng thời cho rằng vai trò của nước pháp là cần phải đưa ra những lằn danh đỏ chủ tịch đảng những người cộng hòa cánh hữu eric kioti bày tỏ lo ngại quan điểm của ông Macron có thể khiến nước Pháp bị cô lập. Đại diện đảng cực tả nước Pháp bất khuất Manuel Pompat cho rằng người đứng đầu nước Pháp chưa đánh giá hết nguy cơ đối với đất nước, trong khi lãnh đạo đảng sinh thái Marine Tondelier cảnh báo giống như Pháp, nước Nga cũng đang sở hữu vũ khí hạt nhân. Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussen nhận định Tổng thống Pháp Macron đã không còn tin tưởng vào khả năng giải quyết xung đột thông qua đàm phán chính trị. Ông nói, Tổng thống Pháp muốn nói rõ với người dân Pháp, với các đảng phái chính trị rằng quan điểm của nước Pháp đã thay đổi, sẽ không còn những lần danh đỏ, không còn những giới hạn. Tôi có suy nghĩ rằng nước Pháp của tôi đã không còn tin tưởng vào con đường đàm phán chính trị, tin vào hòa bình và có vẻ đã sẵn sàng trước nguy cơ xung đột gia tăng. Ông Macron cũng kêu gọi các đồng minh của Ukraine đừng trở thành những kẻ hèn nhát trong việc hỗ trợ quốc gia Đông Âu chống lại Nga, khiến Đức phản đối mạnh mẽ. Trong khi đó, viết trên tờ Le Monde, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho hay, chúng tôi chưa bao giờ yêu cầu quân đội nước ngoài chiến đấu cùng. Chúng tôi luôn có niềm tin vào các chiến binh của mình. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, Ukraine cần thêm đạn pháo và tên lửa tầm xa, đặc biệt là hệ thống phòng không Patriot. Phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Pháp, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, ông Macron tin tưởng vào đường lối đánh bại Nga về mặt chiến lược và ông ấy tiếp tục nâng cao mức độ can dự trực tiếp của Paris vào xung đột. Thông qua mạng xã hội X, Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev cũng tuyên bố Nga không còn những ranh giới đỏ đối với Pháp và cho phép mọi khả năng trước đối phương. Theo đài Russia Today, RT, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Litva, Avidas Anusokas tuyên bố Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ triển khai các hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất ở nước này. Litva có chung đường biên giới với vùng Kaliningrad của Nga, cũng như giáp Belarus một đồng minh thân cận của Moscow, Đài RT dẫn lời ông Anusokas, trong năm nay, hệ thống phòng không Patriot sẽ đi vào hoạt động, ít nhất là hoạt động một phần. Bộ trưởng Quốc phòng Litva cũng đề cập đến mục tiêu triển khai các chuyến bay tuần tra tương tự, các chuyến bay tuần tra thường xuyên của các máy bay NATO trên không phận Litva, Latvia và Estonia. Theo RT, trong năm 2023, Mỹ và các đồng minh ở châu Âu đã chuyển giao một số khẩu đội Patriot cho Ukraine, như một phần trong nỗ lực hỗ trợ Kyiv Hồi liên minh do Washington dẫn đầu đã triển khai thêm lực lượng đến khu vực Đông Âu và các nước vùng Baltic trong những năm gần đây. Trước đó, NATO thông báo các nước thành viên Đức, Hà Lan, Rumani và Tây Ban Nha đã ký hợp đồng mua 1.000 tên lửa Patriot trị giá 5,5 tỷ đô la Mỹ. Cơ quan mua sắm của NATO sẽ hỗ trợ các nước trong thương vụ này. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hoan nghênh động thái, gọi đây là khoản đầu tư kịp thời nhằm tăng cường an ninh của liên minh. Ông Stoltenberg nói, các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái UAV của Nga nhằm vào Ukraine cho thấy tầm quan trọng của hệ thống phòng không hiện đại. Tăng cường sản xuất đạn dược là chìa khóa cho an ninh của Ukraine cũng như của chúng ta. Mỗi tên lửa Patriot có giá khoảng 4 triệu đô la Mỹ. Theo NATO, thỏa thuận mua 1.000 tên lửa Patriot còn bao gồm các yếu tố khác như thiết bị thử nghiệm và phụ tùng thay thế để bảo trì trong tương lai. Patriot là tên lửa phòng không do nhà thầu Mỹ Raytheon sản xuất và được quân đội Mỹ biên chế từ năm 1981. Biến thể Patriot PAC-2 có thể bắn trúng mục tiêu cách hơn 96 km và bay cao hơn 32 km. Mặt khác, trong những năm gần đây, Moscow đã nhiều lần bày tỏ mối quan ngại về việc NATO tăng cường lực lượng ở châu Âu, cũng như sát ở biên giới Nga. Kể từ khi Nga triển khai hoạt động quân sự ở Ukraine, các nước NATO đã cung cấp cho Kiev nhiều thiết bị quân sự. Nga khẳng định bất kỳ vũ khí phương Tây nào ở Ukraine cũng sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công hợp pháp. Trước đó, theo hãng tin Sputnik, thông tin từ Tổng thống Belarus, Alexander Lukashenko công bố cho biết Khoảng 32.000 binh sĩ NATO cùng hơn 1.000 xe bọc thép, 235 máy bay và trực thăng đã được triển khai gần biên giới Nga Belarus. Ông Lukashenko nói, tình hình không hề yên bình hơn trên lục địa châu Âu, kể cả ở gần biên giới Belarus. Ở khu vực lân cận Belarus và Nga, khoảng 32.000 binh sĩ NATO và Mỹ đã đóng quân, hơn 1.000 xe bọc thép, khoảng 160 hệ thống pháo và súng cối, 235 máy bay và trực thăng cũng ở đó. Ngoài ra, NATO cũng đã triển khai cuộc tập trận quân sự có quy mô lớn nhất ở châu Âu kể từ những năm 1990 mang tên Operation Steadfast Defender, sự kiện này kéo dài vài tháng và có sự tham gia của khoảng 90.000 binh sĩ.